Hello, chào các bạn. Bên cạnh mình hôm nay hướng dẫn cách đang đi gọt mướp này. Mướp lên cho cháo xin ruột này. Thế có nuôi gà vịt được không? Phải em bữa làm nhà em làm thịt hết. Em mà mua cái bàn xuống cái hôm 1.400 cân. Cái hôm đi đốn rau chạy cũng chi đi. Mấy hôm nữa lại nghĩ bốc hàng đó, nhà ván cứ hoại, cái cuối cùng phải đi chi có đi được. Cái hôm nhắn hà, em bóc ở nhà Tí Hoài chạy. Em thì không được nghĩ về là em nghĩ thì vậy, em màn bận đó. Cái chạy vì Tao ơi, cái nhà Tí Hoài chạy thẳng phá mà. Mới phá 250 bữa vừa rồi. Cứ đi bài à? Anh chơi cái gì trên bao nhiêu rồi? Mấy tỷ này. Anh chơi cái gì trên mạng? Đánh bài đánh việc trên trên mạng à? Con niêm thì lấy cái thằng lại được, cái thằng nó lại đi lái xe cho nhà vai, thằng lại đoán hoàng. Thằng con thiếu. Ớt rồi đứng tên này. Không, cái ớt nó ngon mà. Cái được dành mình có mua ớt làm gì cơ. Ớt mê man. Xào chi? Bà có biết đánh xào chi? Mà nước mắm à? Chờ biết đi mua mấy bộ lòng về xào với cái này. Dạ? Cái rau chưa? Dạ? Cái rau chưa? Cho mẹ mua cho. Để đi mua mấy bộ lòng về xào đi đã này. Chứ... Nóng chưa để ra viện lấy bộ. Ờ, đầy mặn cơm chứ. Ừ. Ô ba chị. Bận lắm. Bận. Ô lúc trưa quên lúc mình nhân điện là chị. Lúc là chị ăn rồi 11 giờ tao ăn bát cơm xuống nhà hiền rồi. Chú hiền kìa. Việc. Mới nhìn lại kinh kinh. Chú nó nay có cắm phải đi lâu lên người. Nay chạy có đi sát vụn à? Vẫn chạy á? Cũng quá, chạy đi nhưng mà chạy đi ở làng thôi. Không đi giống quận hiên được. Đợt đi cũng kiếm ăn được đấy, sắt lên. Đúng rồi, mình lại không hay đi nhờ. Chẳng có đi bữa mà. Có quận lên đi. Hắn đi xuống nó đi cả làng luôn. Cánh có 3 thằng chứ mấy, với Huê trước là 4, với Dung Việt ở 5. Dung Việt là 5 với con thằng Thỏa có đi không? Không. Cái em chịu, em với thằng Thỏa chịu. Thế nên hồi trước thằng cái thằng nhũa như em hồi thằng thứ hai đó. Em cứ đi làm quảng. Hắn nói răng mà mẹ ngu à. Thế mẹ không đi sát vụn nó mấy người tê cứ mà trưa về mà ngồi mà đếm tiền. Cứ đi mặn đi chi đi. Nó 11 hắn về tuổi thằng Long. Không bạn phải gấp lưỡi thằng Long đến 70 cân. Mỗi bữa nay khi đang kiêng không ăn cơm. Tổ quá. Nhọt lắm đây này. Thì chạy hai đứa như đúc nện. Tua lắm vậy, lại tua quá đây. Thằng Việt đây này, thằng Việt 80 cân. Cương Việt 80 cân rồi đó. 80 cân lâu. Nó có cao không? Cao gần 18. Cao đó, mình tua thì được. Và hắn cũng vẫn đẹp vậy ạ. Nhưng mà anh kiểu hắn tầm 70 cân là hắn còn đẹp. Ri thì hắn cũng vẫn đẹp nhưng mà hơi béo. Hắn đẹp hơn thằng Yên. Ở đây quán này sẵn này. Gần, có giống người chạy. Chạy có khách cái thằng nhà thì mua cơm đơn giản rồi chả gì. Nhưng mà bán có đắt không? Bán gì nói chung là bán khoán mà. Vẫn đắt rồi. Cái gì em cứ đi chợ, ở dưới em còn lâu người ta phải ăn. Tí lại rắn lại hay không mà chạy rắn trước. Rắn lại nó đi đâu mà rắn cậy lại chạy kiếm. Ừ, phải rắn vòng vàng chứ. Được không? Sao hắn lưỡi, sao trắng lắm. Dạ, sao là trắng, hắn khô là trắng. Lúc sớm mua kiểu thích cái dĩa mua. Trời, sớm mai tao mua 2 búa mà tao mua củ tua tề. Mua cái bà này cũng nhỏ này. Mua 6.000 đấy này. Trước mình mua dĩa tạo tao 10.000 được có 2 rấm thôi. Nhưng mà rấm to lắm, tao cũng chưa cắt tay mà cũ như ngón tay cái này. Mua 6.000 đúng cái bà, nó thấy dễ dễ mua. Ừ, chạy. Cái này về mua ấy để xào này mà chờ ấy chẳng mẹ ra. Ấy không có xào chi nhỉ, kiểu xào chi nhỉ. Có gì cậu lôi ra.
mua về để xào ếch, nhưng mà chờ mua ếch chẳng có. Chờ ếch thì hiếm nhở. À, chờ nuôi tiết ra nhà Phượng không có. Không, hết mùa rồi. Dũng Thủy, chả cuối rồi nhà mình. Chờ là đang ếch đĩa. Chờ ếch đĩa chứ, còn đang có ếch quần. Không biết Kiệu chỉ xào chi ngon nhỉ? Anh Trung, anh thích ăn muốn đi nhất. Thì giữa này là không biết nó xào cái gì đây. Trời, chỉ lên mạng gõ thôi. Chờ lên mạng gõ cái nấu Kiệu nấu chi ngon. Thật. Không, thì nấu với thịt lợn. Xào với thịt lợn. Xào với thịt lợn. Vâng, chỉ có rớt thôi. Chị có biết răng em trời có biết răng được không dạ này chơi này bọn tức này nói yêu chứ chị có yêu. Ngày xưa anh cũng nhanh nhẹn mà như tôi đẹp trai nhỉ? Trước cũng rõ đẹp trai mà vui chở với rượu chở với nát nhẹ thôi chứ. Ô anh đúng một chả hài ước trước anh cũng vui chứ. Một mét thì ra cho ăn. Chạy tao thấy rỉa tao mua về tao định mua tao trồng. Bọn nó hơn. Anh đang còn non. Hân già mà trồng mới được chứ. Kệ, hồi lên hết. Bọn phải trồng nữa rồi sau cũng ăn được. Sau lấy lá nấu canh. Em thấy kiểu luôn. Mà phơi đến tộp đi. Ừ. Phơi đến tộp liền. Để cái xào này. Nhưng mà đúng chợ nông trường chỉ có rau với thịt lợn là rẻ thôi. Ừ. Thì có rau thì trời chủ yếu có rau với cá ăn rỉa mày ạ. Cá rỉa hơn à. Cá ăn rỉa. Cá mè chỉ có 20.000 cân rồi đấy. Thịt lợn công nhận dĩa nó đây là có nhiều. Ừ. Thế rằng này, tao nói là nên cho nó cái bọn đi bán quán cho có ăn đang chờ mà. Vớ mà đi mua bánh rượu, bánh lá, bún chả không mua. Ít thì mua lại. Ít. Có việc. Toàn cơm. Cơm yếu. Mà nói chung ở đứa không ai bán đồ ăn sáng mấy. Có chứ. Có cũng có người ta đi bán rào thôi chứ còn người làm chả có. À, người làm cũng có. Ở đây là nhân nhãn. Chứ bữa trước cũng phải buộc lúa ra. Ồ, bữa buộc là mở tú ra đi tìm phố mực. Lại gì em mặn lâu quá em phải điện ra nên phổi phải cho bụng chán. Hết chưa? Hết rồi mà chắc cái bữa trưa nó chắc lại nữa rồi. Để cái lúa gì? Thái xuyên với Thái xuyên lại không bị đổ chứ ạ. Nhưng mà R45 ạ. Ăn đổ. À cái rào 45 nhà ông chua tí đi. Ông đổ hết tinh luôn cả ruộng trái chiếu luôn. Ông cắt rồi. Cao cây mà cũng chín rồi. Rào 45 ruộng nó mà yếu cân. Yếu cân thì em không biết em trả cân nữa. Chạy cái B04 cơm rõ nguồn mà cứng cây trả được chị. B04 tháng 5 mua miệng nó mà cân. Cơm nguồn lắm. Cái nước 125, 125.000 một cân, một xào có một cân. Tháng 5 mua 3 xào, à 2 xào yep. 3 cân. Ồ, xào cân thôi, càng xưa càng sướng. Chạy đằng cái dài. Thừa yểm cái của cần xảo nè, thoải mái. Mà yểm cái của chỗ hai thỉa đấy. Nhưng mà hai thỉa xong nó dài quá. Cái hai thỉa xong dài mà yểm cái rúi đấy chạy ạ. Cái rúi mà chở như đổ xô vụ. Năm nay tốt mà, tốt quá. Tốt thì đi đổ. Bữa nay mời bữa Hường cứ lượn trên đây chứ. Chắc bữa nay lại đi phương hướng khác. Hường lấy đúng không? Hưởng lên Thanh em. Hai vợ chồng cũng phải đi. Chắc nhờ thằng Thanh chắc nắng đến nhà làm thủ công ấy. Bữa trước đặt đảo hắn cứ làm một tiếng cơn tiếng 40.000, cứ chạy khoai cơn tiếng 40.000. Cứ 10 tiếng hai mẹ con 10 tiếng là 400.000. Ngày. Có hôm ngày tao làm được 11 tiếng. Ngày tao làm hai mẹ con có hôm 15 tiếng. Sướng một tiếng một sướng. Tiền không? Mà bữa mưa trời mưa. Cứ hết đợt lấy tiền. Cứ hết lấy tiền. Tùy thích lấy mổ lấy thích ưng lông mổ ngưng. Mình thích lấy lông mổ cũng được. Lông mổ cũng ra hắn rút về. Lấy mà ai đưa? Hương đưa. Hương nhà ta hắn đứng đâu một mối chứ. À chị Hương đứng ra. Hương đứng ra chứ. Hắn bán cho chứ. Có người đặt rồi là hắn về hắn kêu mấy chị em điện mấy em làm. Và sao chị hướng dẫn đi mặn? Hướng dẫn đang đi mặn công ty này mặn chị.
Công ty không một thất nghiệp đấy đi. Còn lâu. Thế nên tao cứ vậy, bọn cứ vậy chứ đang không đi đi bán sàng. Tội nhà tôi mạng thì không khỏe người. Điều từ hôm bữa tao nghĩ đến giờ không có sức, không có thời gian chạy ba chân bốn cẳng chạy. Đi mà mấy tháng rồi. Video của mình đây đã xong, xin chào tạm biệt các bạn. Không biết lúc sáng.